giờ xem chiết canh cây nhãn tím. Đây là canh cây nhãn tím dùng để chiết. Đầu tiên là lột da ở vị trí này. Cái canh này cách ngọn của canh khoảng 40 cm. Và khi bó mụn dừa hoặc là rễ lục bình vào vị trí này thì nó ra rễ, và lúc đó ta được một cái cây nhãn tím nhỏ dài 40 cm từ ngọn và đến đây là gốc. Nó lột không ra. Nhánh già. Cũng phải chiết. Phải chiết về được mười mấy nhánh à? Không, hết luôn kìa. Hết được mười mấy nhánh, khoảng 8 nhánh rồi đó. Ông mày có chừa thở chứ không chết. Chừa chứ. Mấy nhau nhau nhóc nè.